Những câu chuyện cảm ứng khi trì thần chú Đại Bi. Trích trong ba bộ văn sao Tam Biên, Chánh Biên, Tục Biên. Câu chuyện số 1. Nhận được thư hôm rằm, biết bệnh của Từ Lão Thái đã đỡ rất nhiều. Phạm người lâm chung, thần thức hỗn loạn. Nếu uống nước Đại Bi hoặc nước pha từ cho hương Đại Bi, hay nước nấu từ gạo Đại Bi, thần thức đều có thể sáng suốt. Nếu lại có người chờ niệm thì chắc chắn sẽ niệm Phật qua đời. 1-2 năm qua đã có 3 người được như thế. Hôm 17 tôi đã gửi cho bà một bao cho hương, kể cả bao bì và toa thuốc nặng 4 lạng, chia làm 8 bức thư gửi đi, chắc đã nhận được rồi. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, lá thư số 9. Câu chuyện số 2. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh. Hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tờ hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mấy mấy gì. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Viễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu, bả lá thư. Câu chuyện số 3. Từ Lão Thái do uống nước pha cho hương được gia trì bằng chú Đại Bi mà căn bệnh nguy hiểm được bất hẳn. Đấy cũng là do lòng thành của gia quyến cảm nên. Trước kia quan chẳng trì chú Đại Bi, năm Dân Quốc 21-1932, quan bế quan tại chùa Bảo Quốc, mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Thế Hoa bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đến điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc xin quan tụng cho một chén nước Đại Bi. Quan liền niệm ba biến bảo cầm về. Uống vào, bà cụ liền tính lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đến điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa. Hằng Tôn bèn không về. Một đứa bé 9 tuổi khi sinh ra chưa đầy 2 tháng, khắp mình sinh đầy một lỗ nhỏ, xuân đến càng thêm đau đớn, trải nhiều năm vẫn không hết, uống thuốc cũng vô hiệu. Do vậy bèn xin nước Đại Bi uống vào liền lành. Vì thế thường có người đến xin, hằng ngày nói chung phải niệm mấy biến. Về sau người đến xin càng nhiều, liền dùng một đồ đựng lớn. Năm trước tị nạn đến Linh Nham, thầy Đường Gia nói vẫn cần phải trì chú Đại Bi vào nước. Quan nói hiện thời không mua được bình mà cũng không có tiền mua bình, hãy nên dùng gạo để thay. Trì chú Đại Bi vào cho hương thì trước kia ở Bắc Quốc đã từng làm rồi, bởi lẽ đường xa chẳng thể gửi nước đi được, còn cho thì mỗi lẽ đều không trở ngại gì. Nếu ở ngay địa phương này thì không dùng cho. Ông Tần Hiệu Lỗ ở Vô Tích bị 3 thứ bệnh, chữa không lành, vừa uống vừa bôi nước Đại Bi liền được lành, bèn quy y. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, lá thư số 8. Câu chuyện số 4. Năm nay có một cô bé 9 tuổi bị bệnh do oán nghiệp hơn cả năm, thuốc tàu thuốc tây đều chẳng thấy công hiệu gì. Quan dạy cô bé niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, uống nước Đại Bi và dùng nước Đại Bi để rửa chỗ đau, hơn 1 tuần liền khỏi bệnh. Một bé trai 11 tuổi cũng giống như thế.
làm Phật sự trong thời tai nạn cấp bách, lớn lao thì càng gián tiện càng hữu ích. Vì thế mới nói, lành bệnh chẳng cần phải dùng nhiều thuốc, đến nỗi phải dùng lừa đặt đà đi chợ. Để cúng ngặt mà vẫn cần đến to thuốc, phải tìm các dược liệu ngoài biển cả. Ông có biết hay chăng? Trích dẫn Ân Quang Sư Vân Sao Tạm Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, lá thư số 21. Câu chuyện số 5. Ông Tôn bị bệnh, hãy bảo ông ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xin gạo đại bi từ nơi Pháp Sư Đức Sâm chùa Thái Bình để nấu lấy nước uống. Nếu chí thành, ắt sẽ được lành bệnh. Mẹ ông Ngô Trạch Nam sắp mất, người nhà sang chùa Thái Bình thỉnh tăng chờ niệm, được thầy Đức Sâm tặng gạo đại bi. Về đến nhà, mẹ đã cứng lưỡi, chẳng thể nói năng được nữa, liền cấp tốc đem nấu lấy nước chấm bò lưỡi. Mẹ liền nói được, theo đệ chúng niệm Phật. Lúc lâm chung lớn tiếng niệm được 3 câu rồi mới qua đời. Gạo ấy dùng chú đệ bi giá trị hơn 1 vạn biến. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tạm Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên, lá thư số 5. Câu chuyện số 6. Do người ở quý địa trồng quốc đại bán, nếu có thể dùng lòng chí thành chỉ chú đệ bi vào nước sạch 108 lần, rồi dùng nước ấy để tưới lên cây quốc, vừa đi vừa niệm chú vừa tưới, dầu quốc có sâu quyết cùng chẳng đến nỗi quá đáng. Nếu cực kỳ cung kính chí thành, sâu sẽ không sanh nữa. Nếu chẳng biết chỉ chú đệ bi thì niệm chú chuẩn đề hoặc chú vạn sanh, niệm tâm kinh đều được. Nếu hoàn toàn chẳng biết, chỉ thành niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát 1 vạn tiếng, lúc đem đi tưới thì vừa đi vừa niệm, đến chỗ trồng cây thì vừa đi vừa niệm vừa tưới. Nếu chịu hàng ngày thường niệm hoặc niệm chung quanh vườn cây, cây ấy nhất định xum xuê đắm trái. Người trong thế gian chẳng biết đạo, chỉ biết lời. Nếu có thể ý theo điều này, quốc chẳng sanh sao bò, sai quả, thì ai nấy đều chịu niệm. Nếu có sâu, khó thể chẳng bắt, phải làm sao cho sâu đừng sanh sản thì mới là cách giải quyết căn bản. Chữ sao bò đã sanh sôi mà chẳng bắt, chắc chắn sẽ không thể làm được. Phạm chuyện gì thuận theo tình cảm của con người thì mới dạy theo, nếu trái lòng người họ sẽ không theo. Ông hãy làm theo cách này trước, nếu thực sự linh nghiệm thì sau đó sẽ đem cách này khuyên khắp cả làng sẽ đều cùng được thấm nhuần sự giáo hóa của Phật. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trác Chí Lập, lá thư số 4.